Hello, xin chào tất cả anh em. Đây sáng rồi mọi người. Xin chào toàn thể anh em nha. Thì hôm nay thì mình được sự góp ý của một đứa em trai đã sử dụng lo titan. Thì em ấy nói là những khách hàng ở xa, những cái đại lý mà không chăm sóc tốt hoặc là sự cố gì đó, anh em không hài lòng hoặc là anh em khắc phục mà không hết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tới mình nha. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Ok, thứ nhất là cái vận hành về cái vấn đề về lo. Nhất là lo thì nó một là nó hư, hai là nó không hư. Cái thứ ba là anh em vận hành, anh em muốn cắt HF, LF hay là muốn chỉnh setup như thế nào, thì cái đó là cái hệ thống mình muốn làm chủ được thiết bị. Chào anh Kim Trần nha, chào anh Linh Phi nha, chào sư. Anh vận hành có gặp gì khó khăn về vấn đề, mình cũng có nó rất là nhiều về cái vấn đề là bên hệ thống lo. Thì cái lo nó quá là dễ, không có gì khó. Thứ nhất là một là nó kêu, hai là nó không kêu thôi. Còn cái vận hành á, mình khi á là mình vận hành chưa đúng thì khi nó không hài lòng âm thanh, mà anh em biết nè, nó kêu nó quan trọng. Chào Úc Hải nha, đang khó khăn này. Cái lo thì mình chỉ cần cắt cái HF và LF nó, ép nó cho nó cắt đúng, còn vận hành còn lại thì nhiều khi anh em âm thanh, mà anh em biết là tại sao mà kỹ sư họ sản xuất ra cái mixer hoặc là controller nó có nhiều nút chỉnh đó, để là mỗi người thích một sở thích. Nên đó là anh em cái vận hành đó là đâu phải ai cũng làm chủ được thiết bị. Ok sư. Đâu phải là anh em ai cũng phải sử dụng được, lái được hết trơn cái thiết bị mà nó hiểu hết. Tại sao mà titan không sử dụng cho mọi người sử dụng cái dòng cao cấp hơn nữa, ví dụ như mixer số hay là những dòng cao nữa, thì anh em sử dụng khó lắm. Tại sao mà phải bán một cái mixer cơ và tìm một cái con controller dàn số kết hợp cho mình dễ sử dụng? Thì mình thấy thị trường hiện tại thì có những sử dụng đơn giản hiệu quả, cho nó kêu ra tốt, mix hát nhẹ, tiếng âm thanh là nó đều sạch sẽ là ok, đó là phù hợp cho anh em sử dụng. Bởi anh em mua combo rất là dễ. Thứ nhất là mua con OS60 setup sẵn từ khi dùng lo đó, gọi anh em cái đơn giản anh em cứ gọi video. Chào Đặng Nhân Thanh nha, chào anh Cục Titan, chào anh Thanh Chí Thiện nha. Mình sử dụng đơn giản thôi, cái âm thanh nó phát ra kêu ok, ổn định là được. Âm thanh là phải nghe, nhìn cho đẹp mắt. Còn nó là mình phải làm chủ được thiết bị đó mình mới xài. Chứ mình ví dụ như mà anh em mua một cái món đồ đó mà anh em không biết gì nó hết, cái nào cũng chịu thợ hết, thì anh em không thể nào lái nó chuẩn được. Mở lên là hàng xóm qua chửi, thì anh đừng có mở nữa. Chào Lê Quang Minh nha, chào Lê Trường, chào toàn thể anh em nha. Đó, anh em biết là cái lo nó rất là dễ, một là nó kêu, hai là nó không kêu. Đó. Còn mình vận hành nó, ví dụ mình cái này quan trọng nè, cái lo nó kêu ok, nghe bass chép rồi là ok. Và hai nó là mình cắt HF, cái gì HF là cắt những cái bass nó xuống sâu quá mình cắt lên, ví dụ như là hãng đưa ra là một cắt tường trăm lên thì anh em cắt chỉ cần đúng dốc bật cắt thôi là ok. Âm thanh là phải đồ ồn rồi anh, đồ ồn trên 90 dB thì mình kinh doanh mà, chứ anh mở hoài bị chửi phải rồi. Có một cách thôi, mình tặng quà cho họ gặp bên hàng xóm thì không bị chửi nữa nha. Ok, đầu tuần sẽ nhận được. Combo chưa về mà ta đặt quá trời.
Đó, anh em nào mà có cái vấn đề gì mà khó khăn, ví dụ như đại lý nào bán cho anh em mà đại lý nghỉ làm, hoặc là có vấn đề gì mà không hỗ trợ được anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình ha, mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Thì cái số đó, số hotline anh em cứ điện trực tiếp cho mình là 0974704444, thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Nếu mình không hỗ trợ được cho anh em thì anh em có quyền bất cứ một vấn đề gì, khi nào anh em có những cái đại lý đó không hỗ trợ được cho anh em cứ liên hệ trực tiếp, sẽ có người khác hỗ trợ cho anh em. Ok, Chinh Trần. Thứ nhất là cái micro mà nó bị quặn là do, thứ nhất là do nó dư giải bát. Nếu mà tắt chống hú thì nó sẽ hú lên. Lúc trước anh em đang đây làm show, anh em không có sử dụng nhân số thì tình trạng nó hú, nó ù rung trời rung nhà luôn, rung toàn hết. Thì lúc đó nó dư những tần số là cái giải bát tầm khoảng cả 200 300 400, tầm khoảng đó là nó bị quặn. Tại vì chống hú nó làm việc là khi nào mình cắt cái giải nó xuống một tí thì bật lên, là không có tình trạng bị trong không gian hẹp. Anh em sử dụng trong không gian hẹp thì nó sẽ dễ vào tình trạng đó. Tại sao? Tại vì nó phản hồi âm thanh mà. Ví dụ như nó dội vô tường, nó dội ngược lại vô cái micro, hoặc là không gian mà anh em biết đó, âm thanh thì nó phải dội à, phản hồi á. Thì phản hồi tức là phát ra cái lo nó phát lại, nó vô cái micro nó thu thì nó phản hồi lại, âm thanh của mình vừa phải, micro mình vừa phải thì nó sẽ không bị. Micro nó quá ngược, lớn ngưỡng thì nó sẽ bị tình trạng nó chống hú làm việc. Cho nên tắt chống hú thì nó sẽ ù lên. Ủa lên là anh em biết vừa cái giải đó. Đó, mình bởi vậy mình mới kêu anh em là phải xác định được là cái tần số. Đó, tần số. Rất đơn giản, điện thoại lên mà cài GTA vô là nó có tần số nó phát ra. Mình không cần nghe được. Ví dụ như là mình nghe mình không biết được tần số mấy, nhưng mình bật cái điện thoại lên, cái máy nó sẽ đo cho mình coi tần số mấy. Đó, mình vào ví dụ như X60 hoặc là đầu số, mình sẽ vào đó mình cắt đúng tần số đó thì nó không có tình trạng đó. 260 em có làm cái kênh YouTube, anh nhắn tin thì em gửi cái link qua cho full cắt từ A tới Z, chỉnh trong vòng là 10 phút là xong rồi. Nhưng á, mình phải hiểu được cái tần số là mình làm ok. Titan là muốn tất cả anh em là sử dụng là anh em phải biết được, xác định được tần số từ 20 Hz đến 20 kg. Anh em xác định được tần số anh em mới sử dụng đồ số được. Có đó là mình một phiên anh em là một câu. Sáng sợ em bị hư rồi, bị hư cái gì thì xử lý. Âm thanh mà đồ điện tử nữa, nhưng không phải nào mà người ta cùng bữa nay sống ngày mai chết nó chứ nói gì đồ điện tử nha anh em. Mình khắc phục, bởi vì mình làm chủ được thiết bị mình khắc phục là ok. Anh em sử dụng, nếu anh em đam mê âm thanh rồi anh em phải làm chủ được thiết bị. Còn cái vấn đề hôm nay là mình nói đó là anh em, tất cả anh em nào mà không có chưa được cái âm thanh, chưa được ok thì anh em có thể là liên hệ những cái anh em đại lý lúc trước là báo cho mình, thứ hai nữa là mình tiếp về cho mình thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Còn cái loa nó là nó chỉ có việc là nó kêu hoặc nó không kêu thôi. Cái loa thì xuất ra xuất kho ra thì cái loa nào cũng đo phạm Đức nha, cái lo nào nó cũng phải kêu điều giải mình mới cho sức ra được. Đó là mỗi cái lo là phải có đo đạc đầy đủ hết. Cái lo nó có nhiệm vụ là kêu hoặc không kêu thôi, còn mình vận hành nó là một cái hệ thống từ cái mixer truyền xuống. Thì khi anh em không được ổn định chỗ đó thì anh em có thể là liên hệ cái thợ anh em setup xong anh em được cái chỉnh dọc phá nhiều rồi đó. Cắt súp đơn giản thôi, anh vô cái phần code nó có LF và HF. Súp thì từ 30 tới 100 mấy đó, anh muốn cắt nghe như thế nào thì anh em nghe. Long An hiện tại là có rồi nghe anh Diễm Linh. Comment nãy anh hỏi đó, anh có lấy không để em chốt. Chào Quảng Anh Âm Thanh nha. Đánh trực tiếp ở X10, ok em, đoạn dự. Ở X10 thì mình đi làm karaoke hoặc là một cây đờn là vẫn được. Anh em cái hàng dây, một đầu là 6 ly cắm vô cây đờn, hai nữa là cái đầu kia là hai bông sen cắm vô cái in 1, in 2.
Nó là một pixel số thu nhỏ, nó có đủ chức năng để làm một pixel, tức là ít in vào thôi, thật sự là đủ chức năng hết. Thứ nhất là lim mixer nè, com nè, chia quay nè, anh em chỉ cần nhiêu là đủ rồi, đơn giản thôi. Nó có những cái EQ số, anh em muốn cắt cái gì là anh em cắt. Đặc biệt nó hay hơn cái là phần mix riêng, phần nhạc riêng, nó không có ảnh hưởng. Thứ ba nó là nó có chống hú luôn, anh em muốn bật không bật gì tùy anh em. Anh em muốn âm nhanh sạch sẽ là anh em cắt chống hú. Thì khi nào nó hú lớn quá thì nó sẽ hú é lên thôi, hoặc là nó ù lớn lên. Anh em mặc chống hú thì nó quặn có gì thôi. Mà đặc biệt của S90 là nó chống hú làm việc rất là tốt. Nói tình trạng giống như những cái con gian mà rẻ tiền khác, anh em cứ mở lên, anh em bật chống hú lên là mở nhạc là nó lộng nhạc rồi, tiếng nó không sặc được. Chào Nguyễn Ngọc Hải nha, chào Quỳnh Tấn Phước nha. Có rất là nhiều anh em đi làm show gặp sự cố. Thật sự thì số lượng khách hàng cũng rất là đông, nên anh em á, anh em gọi số điện thoại hoặc là anh em nhắn tin, mình cần khắc phục cái gì đó, có anh em thợ mình sẽ giới thiệu cho anh em. Rất là nhiều anh em ở miền tất cả các tỉnh, chỗ nào cũng có những anh em làm rất là ok. Ở như trên Bình Dương, Long An hay là tất cả các tỉnh khác lân cận hay là Đồng Nai gì đó, thì anh em nào gặp khó khăn về vấn đề vận hành hệ thống. Tại vì cái loa là một chuyện, còn vận hành là một chuyện. Cái loa chỉ nó có việc kêu và không kêu thôi. Cái loa kêu và không kêu. Nhưng cái loa Titan, những cái dòng Titan ở ngoài trời á, thì F712 thì nó sẽ kêu đều dãi. Nó từ 100 đến 16 kg trong HZ. Thì nó có việc kêu vậy thôi. Anh em cứ vận hành đúng cho nó là ok. Nhiều khi nó dư chép thì anh em giảm chép, anh em thích bass nhiều thì anh em giữ súp lớn lên. Giống như vậy. Chào Hùng Cường nha, chào Đặng Vinh. Có rất là nhiều anh em chưa có vận hành được hệ thống, cứ đổ lỗi cho lo là cái đó là không đúng. Thứ nhất là cái lo nó có việc kêu thôi. Tất cả những dòng lo Titan anh em có thể lên xuống 6 dB, không sao hết. Như chỗ đó là người ta muốn chép nhiều thì anh em có thể tăng chép lên. Chào Nhật Lân Nguyễn nha. Cảm ơn Hùng Cường đã tin tưởng và đã chọn Titan. Thì mình cũng rất là mong được hợp tác với anh em. Thì Titan đã nói từ đầu, 3-4 năm trước đã nói. Thứ nhất là đầu tiên á, thì ra một lớp 1. Thì anh em biết lớp 1 thì nó không có bằng cái lớp 2. Thì lúc đó sản phẩm á, nó đã là không có bằng bây giờ. Lớp 2, rồi lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì càng ngày nó càng tăng lên. Nó cũng giống một cái hãng điện thoại thôi anh em. Thứ nhất là đầu tiên nó ra một cái iPhone, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, tới bây giờ iPhone 14, nó giống như vậy. Thì mỗi cái ngày mỗi phát triển nó đi lên, chứ không bao giờ mà một cái thương hiệu mà nó đi xuống. Nên nó là bây giờ hiện tại thì vẫn hỗ trợ cho anh em những mua những cái dòng lo. Em hẹn khách buổi chiều được không? Mua xích đang để mặc định 31.9. Cái chỗ mua xích đó là có thể anh chỉnh cho nó cao lên chút, ở 45-50 cho cái xích nó gọn lại. Nó gọn lại, mình nghe nó dễ chịu. Nhiều khi anh em sâu mềm quá thì anh em cảm giác nó bị ù. Nhưng khi anh em để cao lên, trở một xít thì nó sẽ gọn lại. Cái phần đó là cái phần về súp. Đó, bắt đầu anh nói gì là chính xác, mình giải thích ra luôn. Cái nhất là muốn tròn tiếng thì anh em cắt cao lên. Cắt cao lên
trong cái phần súp SUB đầu tiên là nó có cái phần là cái phần mà HBF cho anh em cắt nó cao lên, ví dụ như là anh em xuống 30 thì nó thấp cao lên 40-50. Nhiều anh em á là cứ nghe là được cái dải cao thôi, còn cái đầu trên LF là anh em cắt cao lên, ví dụ 100 thì nó hơi mềm, 101-102 thì nó cứng lại, thì anh em nghe vừa thì anh em để. Anh em đơn giản thôi, anh em tải một cái phần mềm GTA, anh em mở nhạc lên, anh em đo. Quýnh cái bài này nó ù quá, dư giải mấy, ù quá là dư giải từ 50 tới 60, nó ù lên cao, thì có thể anh em vô cái EQ đó, anh em cắt xuống là nó gọn lại liền. Rất là đơn giản. Rồi anh em đi làm show có những cái bài nhạc nào nó bị ù quá, rồi mình đi canh đúng không? Mình sẽ sell lại một cái bài nhạc đó, mở cái bài đó lên nó ù quá mình lưu lại, cắt cho nó súp nó gọn lại, rồi lưu lại cái mod khác. Khi khách hát cái bài đó mình khó chịu, mình chuyển qua cái mod là tự động là cái mod đó nó chuyển qua chế độ bass tròn cứng lại liền. Cái đó là sử dụng đồ số, nó rất là dễ anh em. Âm thanh thì mình phải hiểu được tần số thì anh em sẽ làm được hết. Anh em làm chủ được thiết bị nó mới ổn định được. Còn anh em mà nhờ sợ setup á, bài nhạc thì anh em biết YouTube á, thì có bài này bài kia, chứ nó không phải giống như là một cái đờn mà nó đều. Mình không cần đâu. GTA thì mình vô GTA là nếu hệ điều hành Android á, thì anh em vô CH Play, anh em chọn GTA Audio. Nó GTA Pro đó. Nó hiển thị biết GTA mình tải về ok, mình nói chuyện thử nó nhảy lượng tận là mình xác định một tần số. Anh em nào mà có cái thẻ Visa, anh em có thể mua được các bạn những cái phần mềm mà họ bán rất là chính xác. Về hệ thành iOS thì của iPhone á, thì anh em có thể là chọn mua được cái sản phẩm đó, cái phần mềm đó nó đo rất là chính xác. Nó có thể đo dB nè, đo tần số nè, đo đáp tiếng đầy đủ hết khi anh em hát. Thì anh em đi làm show thì anh em cuối cái sân khấu anh em mới đo mình có nghe được không, cuối sân khấu có bự đủ cái đủ súp. Mình canh sao mà phun nước súp nó vừa nghe. Thì lúc này anh em đi làm show người ta khám kêu nhiều. Chào Vũ Nguyên nha, chào Lê Quốc Duy, chào Nguyễn Nhân Tiến, chào Lê Trường. Cái livestream này thì mình muốn gửi đến cho tất cả anh em nào mà gặp khó khăn về cái vấn đề về sử dụng loa titan mà không hài lòng hay là bất cứ một gì đây, mình nhận góp ý kiến tất cả anh em về số điện thoại là 0974704444. Anh em cứ kết bạn Zalo của mình thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em về vấn đề là hậu mãi về loa titan. Rồi nha, thì cái live này thì mình sẽ up lên YouTube. Anh em á là cái kênh YouTube á thì anh em trên đây nó có rất là nhiều cái những cái video, những cái sản phẩm mình đưa lên đây. Chào anh Đô nha. Đó, anh em chỉ đơn giản thôi, anh em cứ cần là cái YouTube này, anh em có vô YouTube anh em cứ bấm là Titan nè. Anh em đúng không? Anh em bấm F712 thì nó sẽ ra một cái rất là nhiều một cái hình ảnh của Titan. Anh em cứ chọn vô đây. Đó, anh em vô đây ha. Rồi anh em sẽ chọn vô cái chế độ mà rồi. Anh chọn vô cái kênh. Nó cái kênh này rất là nhiều trên đây, anh em vô đây, anh em vô những video. Anh em lăn xuống vô những video. Mình có rất là nhiều đăng lên rất là nhiều hướng dẫn cho anh em. Hướng dẫn nè. Lưu ba chương trình này, tức là tất cả anh em chịu khó anh em xem. Đó. Anh em chịu khó anh em xem. Mình có hướng dẫn cho anh em tất cả anh em là về cái vấn đề là lấy pha full và pha súp. Thì anh em biết đó là nó mình cái này là mình miễn phí hết. Cái này ít ai mà hướng dẫn lắm anh em, nhưng mình sản xuất lo, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lấy pha full và pha súp.
cho nó đồng pha. Đó, mình không có giấu bất cứ anh em một cái gì hết. Đó, nên anh em á là mình muốn anh em được làm chủ được thiết bị. Chào Kha Nguyễn nha. Ừ, cái Kha Nguyễn cái phần vỏ súp á, vỏ này á thì được thiết kế đặt sẵn á, được titan đặt từ cái hãng là phải dòng cái có những cái mẫu đó, nhưng nó phải sản xuất theo cái kiểu đắp tiếng mình đưa ra. Nhìn cái súp đó là cái loại mà honlet là định hướng súp hầm, nên anh em á là mua cái vỏ về không hiệu quả đâu, anh em chỉ mua thành phẩm thôi mới hiệu quả được. Titan không bán vỏ, bán vỏ súp mẫu mới nha anh em, rất là khó, anh em cứ mua về anh em cứ không sử dụng được, không hiệu quả được. Em chỉ mua thành phẩm là hiệu quả nhất. Đó, mình phải cho anh em xem cái phần mà cái YouTube anh em, trong đó nó có hướng dẫn đầy đủ hết. Thứ nhất là chỉnh hơi 60 nè, chỉnh dân số nè, cách kết nối nè, tất cả những gì mà anh em đang đi làm thì có cho đó hết. Nên anh em nào mà muốn mà biết chính xác á thì anh em cứ nhắn tin qua cái Messenger hoặc là về số điện thoại 0974 70 444, về cái Zalo của mình thì mình sẽ gửi cái đường link vô cho anh em. Anh em hãy vô đó xem. Anh em gặp những vấn đề gì khó khăn, anh em cứ góp ý kiến cho mình thì mình sẽ làm những cái video mình sẽ hướng dẫn cho anh em rất là chi tiết. Nè anh em cứ kêu cái này, nhiều anh em không biết nè, cái này là mình đăng hồi đăng 2000 mấy ta, đâu xem coi làm chỗ nào đâu rồi. Setup controller 260 đơn giản hiệu quả 15 phút. Nè, cái này là mình đăng mấy năm rồi nè anh em, 2021 tháng 3 hơn năm rồi. Đó, mình hướng dẫn cho anh em bác chi tiết, cái này là mình miễn phí hết nha anh em. Đó, anh em coi cái video này là anh em sử dụng chỉnh con này được, rất là dễ, không có gì khó hết. Video này là 11.000 ngoài người xem mà. Chào bác thưởng nha. Trên đây nó có rất là nhiều nha anh em. Đó, đầy đủ hết. Đó, anh em có thể coi nè, hướng dẫn nè. Anh em thấy không, một cái màn hình, hai cái màn hình, ba cái màn hình. Đó, mình chỉ rất là chi tiết, anh em chịu khó anh em lên đôi đi, chịu khó lên coi. Anh em coi, anh bỏ ra một ngày anh em coi là một quận, là anh em coi chừng là một tuần lễ thôi là anh em hiểu hết. Thế nha, mình chào toàn thể anh em nha, hẹn gặp lại cái video tiếp theo nha.